Xin chào tất cả mọi người và cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi những video trên kênh Hoa Lan Nông Nghiệp. Và nội dung video này, mình sẽ không sử dụng các chất hữu cơ để chăm các cây hồ điệp. Nhưng mà video này, mình sẽ làm một video về cách nhân giống những cây hồ điệp. Như mọi người cũng đã biết, có rất là nhiều cách để nhân giống những cây hồ điệp. Ví dụ như sử dụng từ những vòi hoa, hoặc là trên thân của cây hồ điệp. Và trong môi trường công nghiệp thì họ sẽ sử dụng phương pháp nuôi cây mô. Và nội dung video này, mình sẽ dùng từ các mắt ngủ, từ các vòi hoa của những cây hồ điệp và trên cây hồ điệp mini của mình. Và mình sẽ ức chế hợp chất tên là cytokinin để bôi lên trên các mắt ngủ như thế này. Và sau một khoảng thời gian thì nó sẽ sinh ra các cái mầm cây. Nhưng mà yếu tố này nó sẽ làm cho các cái cây đó rất là lâu ra rễ. Cho nên mình sẽ sử dụng thêm nha đam để phun lên và làm cho nó giải độc hết những cytokinin và cây sẽ ra rễ. Ngoài ra, mình dùng cytokinin để bôi lên trên các thân da của cây hồ điệp vẫn làm cho nó nảy ra các mầm con một cách bình thường. Và trong môi trường công nghiệp như thế này thì không đủ đảm bảo số lượng, cho nên họ phải sử dụng phương pháp nuôi cây mô. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là cây hồ điệp mini của mình. Và ngoài hoa nó cũng sắp tan rồi. Và giai đoạn trước mình đã bôi cytokinin lên trên phần mắt ngủ. Và sau khoảng 2 tháng thì nó đã sinh ra cây con này. Lúc đầu thì cái mầm này nó chưa có rễ, nhưng mà mình sử dụng nha đam xay, mình phun lên và nó cũng giúp cho nó ra rễ. Và mình sẽ cắt nó ra khỏi thân mẹ, tại vì thân mẹ đã yếu rồi, nó không thể nào nuôi dưỡng được cái con này nữa. Tuy mầm con này còn bé xíu, nhưng mà mình phải tắt ra, tại vì nó đã ra rễ, nó không thể nào sống chung với cây mẹ được nữa và làm cây mẹ đang bị suy kiệt dần. Để bảo vệ và hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn hoặc là nước, nó sẽ làm thối cái mầm này, thì mình sẽ dùng sáp của cây nến để làm một chất bảo vệ cây con này. Vì sáp nến nó chống nước rất là hay, mọi người có thể áp dụng theo cách của mình nha. Sau khi phần sáp nến này khô thì mọi người sẽ sử dụng rêu. Mình đang dùng đây là rêu chi lê. Dùng rêu này để cuộn lấy phần cây con và bảo vệ phần rễ, giữ ẩm cho rễ phát triển. Và cách làm rất là đơn giản, mọi người sẽ sử dụng một dây chỉ hoặc là sợi dây nào đó. Đừng có buộc quá chặt phần rêu vào phần cây con, sẽ gây tổn thương cho phần cây con. Vậy là một em hồ điệp mini siêu dễ thương và nó nhỏ bằng ngón tay của mình thôi, và mình bắt đầu đem trồng. Và mình sẽ sử dụng vỏ thông để trồng, và vỏ thông này đã được mình ngâm qua nước vôi để xử lý các vi khuẩn và tạp chất trong vỏ thông. Và bên trên thì mình sẽ sử dụng một lớp rêu tiếp tục để giữ ẩm. Và mọi người sẽ cố định em hồ điệp mini vào ở giữa nha. Trông rất là dễ thương. Thì thật ra để mua một cây hồ điệp rất là dễ, chỉ cần ra các tiệm cửa hàng cây xanh thì có thể mua được. Nhưng mà để trồng một em dễ thương như thế này thì nó rất là vui, chủ yếu là thú chơi đam mê của mọi người thôi. Và mình sẽ chăm sóc nó đến khi nó lớn và mọi người cùng xem. Và mình tưới lên thì mình sẽ chưa dùng những chất hữu cơ để tưới trên này, mình chỉ tưới nước bình thường để giữ ẩm thôi. Và thời gian sau khi mà rễ đã ra nhiều thì mình sẽ sử dụng thêm các chất hữu cơ từ tỏi,
từ gừng, từ chuối hoặc là cà chua để tưới định kỳ cho em bé hồ điệp này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Thấy video này hay, mọi người hãy nhấn like và chia sẻ giúp mình. Và nhớ đăng ký kênh Hoa Lan Nông Nghiệp để xem các video mới nhất về cách trồng hồ điệp hoặc là các loại phong lan khác và cách chăm. Cảm ơn tất cả mọi người. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.